Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay có khách nhà trách quy hoạch có gửi mình thông tin quy hoạch là cái sổ mới nhất năm 2023 nha. Có yêu cầu mình check, hôm nay mình check cho các bạn coi nha. Khách hàng gửi trong cái sổ nè. Tờ 16 thửa 999 xã Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh nha. Đó. Hình dạng thửa đất đây. Rồi, trên bản đồ chính mình tìm được vị trí đây nè. Thấy không? Rồi, trên bản đồ quy hoạch đây nó dính một phần là đường cao tốc nè, cao tốc nè, cao tốc đường sắt nè, cộng hai cái với nhau nè. Đây hiện trạng, đây hiện trạng vị trí nó đây. Rồi trong đó khách hàng cho vị trí nè, đây vị trí khách hàng nha. Rồi bây giờ mình copy coi vị trí khách hàng cho với vị trí của mình nó đúng hay không nha. Đây vị trí cái thằng cho ở đây nè, trong khi vị trí thì đất ở đây, do đó chúng ta anh em môi giới mua bán đất phải chú ý. Cái này là lấy thông tin trên mạng nè, đất nằm trong trong đây mà chỉ là mặt tiền đường chính nha các bạn, cũng nguy hiểm nè. Đây chỉ là mặt tiền đường chính đây để cho giá trị đất tăng lên, thật ra thì đất nằm trong hẻm nè. Rồi bao nhiêu đó, nhờ vậy mình biết được khách hàng nào như thế nào, môi giới như thế nào nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn mua đất và thực hành thành công nha.